Đây anh chị, anh em đang đổ bê tông sàn cho căn nhà mới ở thị trấn Đức Hòa nha anh chị. Chủ nhà kêu ông Tú qua để chia sẻ những cái video này giữ lại để mà sau này cho anh chị biết cái kết cấu xây dựng của nhà anh chị mua nha. Đang đổ bê tông sàn. Bên chủ nhà này thì là đổ bê tông tây nha. Anh em đang làm nè. Bây giờ em Tú sẽ lên trên ở trên sàn chia sẻ cho anh chị xem nha. Còn đây này, vật tư xài anh chị là cắt vàng đó. Cắt vàng nha. Toàn bộ cái cát mà đổ là cát vàng. Còn đá là xài đá xanh nha. Đá xanh. Anh em đang ấy. Còn anh em, một số anh em ở trên sàn kia. Sàn bê tông, bây giờ em Tú sẽ đi lên trên sàn để chia sẻ cho anh chị xem. Cái nhà này ở thị trấn Đức Hòa, Long An nha anh chị. Anh chị nào muốn tìm nhà hoặc là xây dựng nhà gì đó thì cứ liên hệ em Tú nha. Em Tú sẽ chia sẻ cho anh chị nha. Bây giờ lên trên lầu, lên trên sàn bê tông với em Tú nha. Bất động sản Tú Võ, an cư và đầu tư. Đây thì em Tú đang đứng ở cái sàn bê để anh em cùng anh em đang đổ bê tông sàn nè anh chị. Ở bên em thì sẽ bên chủ nhà bên này thì sẽ đổ bê tông tây nha anh chị. Đã đổ được một nửa rồi đó anh chị. Còn phía này là khoảng nửa nữa là xong. Cái sàn sắt thì nãy em Tú chia sẻ rồi đó. Cái nhà này thì ở Đức Hòa, thị trấn Đức Hòa, Long An nha anh chị. Cách thành Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 19-20 km gì đó. Cái nhà này thì như em Tú chia sẻ là chủ nhà muốn em Tú lưu lại những cái video này để mà sau này khách hàng mua thì sẽ biết cái căn nhà này là đổ sàn bê tông thiệt, bê tông cốt thép. Và nhờ em Tú chia sẻ lại thì là hôm nay thì em Tú chạy qua cùng anh em đổ bê tông sàn luôn. Đó, bên em Tú thì sẽ đổ bê tông tây. Anh chị thấy không, cái nhà này là ngang 5, dài 28. Ở thị trấn Đức Hòa, Long An. Anh chị thấy cái trưa nắng mà ở Đức Hòa nắng khủng khiếp. Anh chị nào mà muốn mua nhà mới giống như vậy hoặc là muốn xây nhà mới gì đó thì liên hệ em Tú nha. Em Tú sẽ chỉ nhà thầu cho anh chị hoặc là dẫn anh chị đi mua, đi xem những căn nhà mới giống vậy nha. Những căn nhà mới mà đổ sàn giống vậy nè ở khu vực thị trấn Đức Hòa, Long An. Ở bên nhà mình thì cũng có cái nhà lầu rồi nè, không? Còn phía sau lưng nè, có vài căn nhà nè. Sau này anh chị chỉ cần xem cái video của em Tú sẽ biết cái căn nhà này nó nằm ở vị trí nào. Và muốn đi xem lúc đang xây dựng thì em Tú sẽ dẫn anh đi nha anh chị, đi nha anh chị. Đi xem căn nhà này thì ngang 5, dài là 28 nha. Đất ở đô thị vì nó thuộc thị trấn Đức Hòa, Long An. Ở đây thì chỗ máy cây đà đó anh chị, dùng cái máy rung này rung cho nó bê tông nó xuống dưới á. Rung cho bê tông nó thích dưới máy cây đà luôn. Xong được một nửa rồi. Còn có phía trước này, phía trước là phía mặt tiền của nhà mình đó anh chị. Cái nhà này là sẽ 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Trước mặt căn nhà này là con đường bê tông anh chị, bê tông 4 m, xe hơi và xe tải đi vô được luôn nha. Trưa nắng quá. Giờ em Tú sẽ chia sẻ lại phía sau cho anh chị xem.
Anh chị nào mà quan tâm đất hoặc nhà ở khu vực Đức Hòa, Long An thì hãy đăng ký kênh của em Tú nha anh chị. Em Tú sẽ chia sẻ đất và nhà trên kênh này nha anh chị.